Cuộc thi đấu của ba tông phái Huyền Linh Chi Thể tổng cộng tung ra 2 lần. Một khúc thanh âm dễ dàng áp chế 2 đại chân truyền của 2 tông môn còn lại như vậy. Hiện nay chỉ còn lại Chân Dương Cảnh thì đã mạnh như vậy rồi. Nếu như cho nàng ta đủ thời gian trưởng thành, sợ rằng một mình nàng ta cũng có thể quét sạch 1 tông môn. Nếu thật sự là có một ngày đó, Hàng Nhạc Tông ta sẽ hoàn toàn bị Chính Dương Tông áp chế. Hay, tuy nàng ta mạnh tới khó tin, nhưng sư phụ người quá bi quan rồi. Giang Sơn thì ắt sẽ có người tài, Hàng Nhạc ta cũng có một kỳ tài có 102. Kỳ tài có 102 ai? Chính là tại hạ. Ây à bốp. Thiếu đòn. Vượt. Phục Nhai, ngươi lại thua rồi. Đại sở Huyền Tông có thể có hậu bối như vậy, lòng ta cũng được an ủi. Tiếp theo, người phải lên sân chính là của Chính Dương Tông và của Thanh Vân Tông. Chịu một kiếm của ta. Bên dưới hình như không có Hàng Nhạc Tông ta. 4 trận sau đều là thi đấu giữa Chính Vân và Thanh Vân, Chính Dương và Thanh Vân. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, đây là ở trận cuối cùng còn sớm. Hàng Nhạc chúng ta chỉ còn lại một mình đệ thôi, con mẹ nó thật là bực bội. Ta nói này Diệp sư đệ, có thể đánh bại Tề Dương chân truyền thứ 8 của Hàng Nhạc ta, đánh cho chân truyền thứ 9 của Chính Dương Tông kia làm bò ra chắc không nhỏ nhỉ, chắc không khó nhỉ, đâu có dễ dàng như vậy. Đệ tử của Chính Dương Tông tỉ thí với Diệp sư đệ, tinh thông thuật ẩn thân, cái đó rất không đơn giản. Ngươi lẽ nào quên đệ tử của Thanh Vân Tông ta bị thua như thế nào rồi sao? Quả thật thuật ẩn thân đó không đơn giản. Bí thuật đó cho dù là ta không sợ nhưng cũng sẽ chịu thiệt lớn. Yên tâm đi, ta sẽ đánh gục hắn ở trong chốc lát. Chiêu này phải phục khắc một chút, vẫn là có chút uy lực. Người chuẩn bị đánh hắn như nào? Đương nhiên là một chưởng đánh ngã, sau đó bắt đầu trà đạp các kiểu. Huyễn thuật này cũng không tồi, đem về nghiên cứu thử. Sư thúc tha mạng, sư thúc tha mạng. Người sao lại nưu manh như vậy? Người muốn trà đạp ai? Không trà đạp ai cả, ta đang nghĩ xem nhân cơ hội cướp cái gì, đang thiếu tiền đây. Ngươi nhẹ tay một chút đi sư thúc, ta là tuyển thủ phải lên sân đó. Lên cái đầu ngươi. Ngươi chú tâm một chút cho ta, chỉ biết xem náo nhiệt. Ngươi ngồi im luyện khí cho ta. Tuân lệnh, còn không được hay sao? Trận thứ 4 của vòng bán kết, Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông đánh với Hoa Vân của Chính Dương Tông, thua. Trận thứ 5 của vòng bán kết, Bạch Dực Chân Truyền thứ 4 của Chính Dương Tông dễ dàng đánh bại đệ tử của Thanh Vân Tông. Đáng hận, chỉ thiếu một chút xíu. Rất tốt, Thanh Vân và Hàng Nhạc Tông đều như nhau cả, đều chỉ còn lại một người. Đợi đi, tương lai không lâu, 2 tông của các ngươi cuối cùng cũng sẽ bị Chính Dương ta nuốt chửng. Diệp Thần của Hàng Nhạc Tông, Tiết Ẩn của Chính Dương Tông lên sân quyết đấu. Được, sau trận chiến này, cửu đại chân truyền của Hàng Nhạc Tông thật sự là bị đánh bại toàn bộ rồi. Nói không chừng Diệp Thần có thể thắng. Ở vòng loại không đủ người, may mắn lọt vào vòng bán kết, lần này không có danh ngạch cho hắn đặt cách nữa rồi. Theo ta thấy, tiểu tử này là chính là rác rưởi. Nguyên nhân cảnh còn chạy đến đây làm loạn, không tự lượng sức mình. Người đâu? Sao không dám đi ra? Chắc là không phải đã bị dọa ta té ra quần rồi đấy chứ. Sợ thua thì không cần nên, về nhà chơi đồ hàng đi. Thế vật bị Chính Dương Tông ta đuổi xuống núi, đừng ở đây làm mất mặt người khác. Con mẹ nhà ngươi, một đám súc sinh. Đương của ngươi chưa từng dạy các ngươi pháp lịch sự hay sao? Diệp Thần, ngươi làm như vậy không phải chính là vì muốn quay lại Chính Dương Tông hay sao? Bây giờ bản tọa đã nhìn thấy thành ý của ngươi, ta có thể không tính toán chuyện trước đây, cho ngươi thêm cơ hội làm đệ tử của Chính Dương Tông ta. Trưởng giáo của Chính Dương Tông đích thân mời Diệp Thần làm đệ tử, mặt mũi lớn thật. Nếu như đệ tử tham gia thi đấu duy nhất bị loại, Hàng Nhạc Tông thật là thảm rồi. Đặc biệt chiêu mộ một nhân nguyên cảnh làm đệ tử. Thành Côn, ngươi hiếp người quá đáng. Dương Đỉnh Thiên, ta chỉ là cho hắn một cơ hội mà thôi. Là một tông chủ vô năng, các đệ tử muốn tìm một lối đi khác là chuyện bình thường.
Đến lúc đó Diêm huynh đừng can thiệp bừa. Ngươi, Diệp thần, suy nghĩ của ngươi như thế nào? Tông chủ của Chính Dương Tông đích thân mời. Diệp thần thật sự là được sủng mà đâm lo sợ. Ta quyết định rồi, chỉ cần ngươi cho ta 90 triệu linh thạch thì ta quay về Chính Dương Tông. Tên tiểu tử này điên rồi. Cái giá trên trời 90 triệu, hắn không sợ phải cắn nữa hay sao? Nhiều linh thạch như vậy cũng đủ mua một thế gia tu luyện rồi. Họ Diệp kia, ngươi chơi ta? Nào có, nếu ngươi không hài lòng về giá này vẫn có thể bàn bạc thêm. Ngươi là cái thá gì cũng dám bàn bạc điều kiện với ta? Nhìn xem, thiện quá hóa giận rồi kìa. Muốn lấy ta để sử nhục Hàng Nhạc Tông, ngươi mắt mù tìm nhầm người rồi. Năm đó xem ta giống như là rác rưởi đuổi xuống núi, bây giờ lại không biết nhục mà kêu ta quay về. Thật là xin lỗi, tiểu gia bây giờ không có tâm trạng đó, cũng không muốn nể mặt các ngươi đấy. Hãy nắm, tên ngông cuồng vô pháp vô thiên này rất có phong phạm của ta năm đó. Ta tưởng rằng tư đồ nam của nhà chúng ta đã đủ quậy rồi, không ngờ tên Diệp thần này lại còn so với hắn. Sướng, mắng rất hay. Con bà nhà nó cuối cùng cũng chút được cục tức rồi. Ta nói này tỷ tỷ, đồ ni này của tỷ cũng đủ vô pháp vô thiên. Ngươi trò nghìn ngày cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi. Diệp thần, ngươi tìm chết. Hành côn, ngươi làm ta không tồn tại sao? Sao hả? Tông chủ của Chính Dương Tông đây là muốn giết người diệt khẩu hay sao? Cái thứ khi sư diệt tổ, hôm đó lên một trưởng đánh chết ngươi. Lời này của ngươi lại không đúng rồi. Sư phụ của ta và Dương Tông chủ đều đối đãi với ta rất tốt, tại sao lại khi sư diệt tổ được chứ? Đúng thế, ta chính là Dương Tông chủ, ngươi vứt bỏ hắn trước. Bây giờ ngươi sớm đã là người của Hằng Nhạc Tông rồi, ai khi sư diệt tổ chứ? Gia Cát Vũ, sao? Ngay cả ta cũng muốn giết hay sao? Lão đầu ta đây mấy ngày nay tâm trạng không tốt, đang muốn đại chiến một trận đây. Ngươi, các ngươi, ngươi thật là không nể mặt hắn một chút nào. Ai kêu tên đó đắc ý? Quân hình đến đâu cũng cắn người chứ, đã phu ta thấy bất bình mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ tính sạch sẽ món nợ này với các ngươi. Ta nói này, còn đánh hay không? Tiết Ẩn, phế hắn cho ta. Vân này, ai thương lượng không được thì lại muốn phế người ta. Cháu ngoan của ta, trước đó bên ngoài đồn rằng Chính Dương Tông là một lũ thổ phỉ, không nói lý ta còn không tin. Lần này xem ra không trách người ta được, thì ra từ gốc đã như vậy rồi. Im miệng, người chết chắc rồi. Ta sợ quá đi, lại là thuật ẩn thân. Diệp thần quá lửa đã bị phế rồi. Tiết Ẩn đó không chỉ là biết thuật ẩn thân, hắn còn là chân dương cảnh hàng thật giá thật. Đây không phải là chơi chết Diệp thần hay sao? Chắc sẽ không phải là bị dọa cho ngốc rồi đấy chứ. Cười cái con bà nhà ngươi, búp. Đúng, không phải là ẩn thân rồi, ra một cái tát thì bị đánh bay ra rồi. Xem ra thuật ẩn thân này cũng không quá lợi hại. Chuyện này sao có thể chứ? Bắt đầu rồi. Phụt, khổ, chuyện này không thể nào. Vừa rồi ngươi không phải là ngông cuồng đến tận trời xanh hay sao? Nha, vậy thì ta đưa ngươi lên trời. Đây là thua rồi sao? Nhanh quá rồi. Ta còn chưa phản ứng kịp thì người đã bay đi rồi. Ta nói này tỷ tỷ, đồ nhi này có tỷ thành tinh rồi. Đây là thành tinh rồi. Chuyện này không thể nào. Từ khi bắt đầu cuộc thi đấu giữa ba tông phái, đây là một trận chiến của chị. Đây là một trận Chính Dương Tông hắn thua thảm hại như thế. Hắn thua thê thảm nhất. Một đệ tử chân truyền của Chính Dương, một đệ tử chân truyền chân dương cảnh hàng thật giá thật, dưới tiền đề thi triển thuật ẩn thân, vậy mà lại thua trực tiếp, hơn nữa còn bị đánh tàn phế. Diệp thần, thật không thể trách ta được.
Ta tưởng đệ tử của Chính Dương Tông ngươi đều rất là biết đánh, ai biết được tên này lại yếu đến mức không thể ra gió như vậy. Ta tùy tiện quăng một cái, thật ra cũng không dùng được quá lớn. Tạp chủng, lại dám sỉ nhục lão phu như vậy, ta phải giết ngươi. Bớt nói lời thừa thãi đi, thắng thua của ván này đã rất rõ ràng rồi. Diệp Thần của Hằng Nhạc Tông thắng. Ngươi tuyệt, Diệp sư đại tuyệt quá, làm rất được. Ây à, lộ thương rồi, lộ thương rồi. Anh có phải là lộ gián của Chính Dương Tông hay không? Muốn giết chết ta hay sao? Ha ha, lộ gián cái đầu đấy. Ha ha, tiểu tử Hằng Nhạc này, ta rất nặng, khiến ta rất là nở mày nở mặt. Ngươi hôm nay khiến gia đại của ta rất vui. Về sau ngươi đến Vạn Bảo Các, của ta mua đồ sẽ ưu đãi 30%. Vẫn là cái này đáng tin. Hôm nay xem quá nghiện. Ây à, người nói xem, đem Diệt Thần đó làm sao lại đánh bại được thuật ẩn thân? Nguyên Ninh chi thể ván sau còn có tác dụng hay không? Diệp Thần này có chút thú vị, xem ra cuộc thi đấu giữa ba tông phái này cũng không phải là quá nhàn chán. Nguyên Thần, hậu bối của đại sở Nguyên Tông này của ngươi thật là nhân tài nớp nớp. Nói thật, ta cũng rất là bất ngờ. Diệp Thần, cuộc quyết đấu ngày mai, ngươi đừng cậy mạnh, có thể nhận thua thì nhận thua, ta không muốn ngươi gặp bất chắc gì. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ngươi hiểu cái rắm. Hôm nay ngươi cũng nghe thấy rồi, Thành Côn muốn để đệ tử trực tiếp phế ngươi. Ai, hắn không thể ra tay giết ngươi, nhưng đệ tử của Chính Dương Tông thì có thể. Ở trên nơi đài, cho dù là chết, Hằng Nhạc ta cũng không thể vì cứu trách nhiệm được. Nam tử hán đại trượng phu, hẹn một hai lần cũng không sao cả. Không phải chứ, các người đều không có niềm tin với ta như vậy hay sao? Nhưng ta... Được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Xem ra ngày mai tiểu gia phải bắt buộc đại phát thần uy rồi. Chỉ cần không gặp phải Cơ Ngương Xương, những người khác ta một đường quét sạch, không để lại manh giáp. Tối nay tiếp tục hấp thu chân khí được luyện hóa từ đại địa chân nguyên đi. Bước đến chân mới nhảy, không nhảy cũng hết. Đệ tử thăng cấp, lên đài rút thăm. Số 7. Ồ, còn may không phải là Cơ Ngương Xương. Số 7, Lân Không. Khốn kiếp, đối đầu với Huyền Ninh chi thể Cơ Ngương Xương, cho dù là đại nhất chân truyền của Thanh Vân Tông ta, phần thắng cũng... Người trung ngạo đối đầu là Xương Nhi, đây là kết quả tốt nhất. Cuộc thi đấu của ba tông môn, của ba tông ngày hôm nay, không cần nghi ngờ sẽ là Chính Dương Tông ta thắng. Phục Nhai, ngươi làm không tồi. Ây, chuyện nhỏ. Các ngươi chắc không phải là làm trái thiên quy, nhúng tay vào chuyện của đại sở đấy chứ? Ta chỉ nào muốn xem thử Nguyên Ninh chi thể rốt cuộc là mạnh cỡ nào, cho nên khiến Chu Ngạo rút chúng nàng ta mà thôi. Nàng ta nếu thật sự dễ dàng đánh bại được đệ nhất chân truyền của Thanh Vân, vậy thì phải kéo về Thiên Huyền môn của ta cố gắng bồi dưỡng. Diệp Thần của Hằng Nhạc Tông, Bạch Dược của Chính Dương Tông, lên đài quyết chiến. Diệp Thần, lên đài đi. Nghe nói rồi chứ, Thành Tông Chủ cất lời rồi, ai có thể phế Diệp Thần ắt là có trọng thưởng. Vậy tiểu tử Bạch Dược này nhặt được món hời rồi. Diệp Thần có bản lĩnh thì tung ra đi. Không thì chết một nhân nguyên cảnh như ngươi, ta còn năn nộn cái rắm. Dục đi, thích bị đánh như vậy. Ngươi tìm chết. Ta không muốn đệ tử của ta vất vả bồi dưỡng ra bị người ta đánh tàn phế như vậy đâu. Biết rõ sẽ thua, lên đài tìm kích thích hay sao? Sư phụ, ta có thể đánh thắng hắn. Thắng cái đầu ngươi, ngươi ngồi im cho ta. Ồ, vậy ta không đi nữa. Sao hả? Không dám sao? Nghe rồi à? Hằng Nhạc các ngươi có phải đều là rùa rụt đầu hay không? Trận này Hằng Nhạc Tông ta nhận. Hắn thật sự dám lên. Bạch Dương không phải là tiết ẩn, linh khí vừa ra không bị chấn áp mới nạ. Thật là không biết trời cao đất dày. Đều từ thối, ngươi quay lại đây cho ta. Không về.
ngươi có phải hay không? Ngươi ngớ ra phải rồi phải không? Sở Huyên, ý thí nô đài, cấm bên thứ ba tham gia. Ngươi là trưởng lão của một phái, nghĩa là không biết hay sao? Ngô Trường Thanh, ngươi bớt lấy quy tắc ra ép ta đi. Ta nói chuyện với đồ đệ, có chuyện của ngươi hay sao? Bắt đầu tỉ thí, người không phần sự mời lui lại. Còn có ai can thiệp vào cuộc thi đấu, ta sẽ trừng phạt. Ngươi, sư muội quay lại đi. Ta, yên tâm đi sư phụ. Ây da, yên tâm cái đầu ngươi ấy. Cái đồ khi sư diệt tổ nhà ngươi, để lại di ngôn rồi chứ? Để lại cái bà lộ nhà ngươi. Bát Hoang Quyền. Lúc này ngươi tăng trọng lượng cho ta. Quá đà rồi nhỉ, ha ha, rắc rưởi. Nhìn đi, ta nói mà, hai người này căn bản là không phải cùng một đẳng cấp. Một chiêu thì đã bị đánh bay, thật là quá yếu đuối rồi. Tranh nhạch thực lực này không phải là lớn hơn bình thường, sớm biết như vậy nên giam cầm hắn lại. Tiểu tử này thật đúng là có chút không tự lượng sức mình. Trận đòn này là không thiếu được rồi. Ta đã nói trước rồi, ngươi còn không tin. Đợi đi, đây chỉ là khởi đầu. Không xé ngươi ra, họ có thể ra được mối hận. Ây, con bà nó, ngươi chưa khăm ta. Ít chết đi, đến lúc rồi. Cho dù sức chiến đấu chỉ có 6 phần, giết ngươi cũng dư sức. Bát Hoang Quyền. Sao có thể chứ? Thưởng cho ngươi thêm một quyền. Ta cản. Lại Bát Hoang. Tìm chết. Quyền. Dầm. Đến ta rồi. Thiên Canh Kiếm Trận. Đáng hận, sao lại không phá được? Đến ta rồi. Phấn Giáp Hộ Thể. Mở cho ta. Tiểu tử này rất là quỷ dị, may mắn mà thôi. Ta nói rồi, hắn sẽ không yếu như vậy đâu. Ta nói này, đồ linh nhảy của tỷ cũng quá là dọa người rồi. Chiến đấu vượt qua cả một đại cảnh giới mà vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn đây là muốn nghịch thiên hay sao? Chẳng trách tiểu tử này không nghe khuyên nhủ mà cứ muốn lên lôi đài. Xem ra thật sự là có khả năng. Dực Nhi, không thể tiếp tục nương tay được nữa rồi. Vâng, trưởng giáo. Ây, cuối cùng cũng có chút thú vị. Đây, tiếp theo sẽ rất là thú vị đây. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Đi chết cho ta. Đánh không chết. Đi chết đi. Đi đâu hả? Con bà nó, ý người đâu phải không? Một phân thân, ngươi đắc ý cái rắm. Đánh ngươi chỉ dùng một phần lực. Bà nó, chuyện gì thế? Không đúng. Lực lượng của bản tôn vậy mà có thể đi lại giữa các phân thân. Chẳng trách trước đó công kích phân thân của ta, công kích phân thân đó của ta lực lượng sẽ trong nháy mắt tăng mạnh gấp mười mấy lần. Thế ra là khoảnh khắc đó do phân thân biến thành bản tôn. Tiểu tử này vậy mà còn có loại bí pháp này, che giấu đủ sâu. Phân thân của Bạch Ưng giết một sẽ trọng sinh lại, từ đầu đến cuối đều duy trì mười mấy cái. Bản tôn và phân thân lại có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cũng tức là mỗi một phân thần ta đối mặt đều có thể là bản tôn. Mỗi lần ra tay đều buộc phải dùng toàn lực. Nếu không, một phân thần lực lượng có thể đánh đổ một phân thần. Nhưng một phân thần lực lượng là tuyệt đối không thể làm tổn hại đến Bạch Ưng. Ngược lại, Bạch Ưng đó có thể dựa vào tình hình phân chia lực lượng giữa các phân thần. Một phân thần có thể là được ta giúp toàn lực,
Ừ, một phân thân cũng có thể trong nháy mắt biến thành bản tôn. Một chút sơ ý sẽ để ta, sẽ đánh ta đến trở tay không kịp. Bản tôn, tóm được ngươi rồi. Không phải bản tôn, bản tôn đi rồi. Bạch Ưng, như này Bạch Ưng sẽ không bại. Mở rộng tầm mắt rồi, tiểu tử tên nào Bạch Ưng này vậy mà nàng còn biết loại bí pháp này. Ây à, ngài sẽ không phải cho rằng đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông đơn giản như vậy đấy chứ. Cho dù ta gặp phải cũng phải tốn một chút sức, huống chi là hắn. Thật sự là phân thân huyễn ảnh. Trưởng môn sư bá, bí pháp này có lai lịch gì? Các ngươi chắc chưa từng nghe qua huyễn ảnh đạo nhân. Hắn là người cùng thế hệ với thủy tổ của ba tông chúng ta. Phân thân huyễn ảnh chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Bí thuật này có tên như vậy tự nhiên là có liên quan đến phân thân. Tin các ngươi cũng nhìn thấy rồi, mười mấy phân thân của Bạch Ưng, mỗi một phân thân của hắn đều có liên hệ với bản tôn. Điều khiến người ta bất lực nhất là mỗi một phân thân đều có thể làm bản tôn, có thể chuyển hóa qua lại giữa bản tôn và phân thân. Hơn nữa, mỗi khi đánh nổ một phân thân thì sẽ có một đạo phân thân tiếp theo được trọng sinh. Vậy ý tứ này chẳng phải chính nói là Diệp Thần muốn đánh bại Bạch Ưng bắt buộc là phải một hơi giết mười mấy phân thân của Bạch Ưng? Nếu như mười mấy phân thân của Bạch Ưng sẽ không ngừng chuyển hóa với bản tôn, lại không ngừng trọng sinh, vậy không phải chính là tương đương với sinh mệnh vô hạn hay sao? Phân thân huyễn ảnh tuy là khủng bố nhưng cũng không có sinh mệnh vô hạn khoa trương như vậy. Bởi vì phân thân một khi hiển hiện nhất định sẽ chia một ít thực lực của bản tôn, mà tiêu hao của bọn họ cũng từ trong cơ thể của bản tôn. Mà phân thân huyễn ảnh ngay từ đầu thi triển ra thì đã định sẵn là sẽ tiêu hao gấp 10 lần so với phân thân bình thường. Bởi vì mười mấy phân thân đó tiêu hao lớn như vậy, không thể quyết đấu trong thời gian dài, thời gian lâu dần nhất định là sẽ khó chống đỡ được. Ừ, nói như vậy Diệp Thần chỉ cần chống đỡ được vẫn có cơ hội chuyển mạng thành thắng chứ? Trên lý luận là như vậy, nhưng nếu như Bạch Ưng đã dám sử dụng bí thuật này, nhất định là có tự tin có thể trong thời gian ngắn đánh bại Diệp Thần. Hắn là chân dương cảnh linh lực sung túc, nếu luận về tiêu hao, cho dù mười mấy phân thân cùng tiêu hao cũng có thể giết chết Diệp Thần. Rác rưởi, chỉ bằng chút thực lực này của ngươi hay sao? Quỳ xuống dập đầu nhận thua đi, ta có thể suy nghĩ cho ngươi được toàn thây. Đã xong bước làm nóng người rồi. Bí pháp châu bò lão tử rất nhiều, lấy ra đối phó với ngươi, ngươi xứng hay sao? Ngươi nhớ lấy cho ta, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Làm mơ, phá cho ta. Lão tử mặc kệ ngươi là phân thân hay là bản tôn, đánh nổ hết cho ta. Lại giết sạch sẽ. Chân khí của ngươi sớm nên tiêu hao sạch sẽ rồi, bây giờ đi chết đi. Lão tử có đan hải, có chín phân thân mãi mãi không ngừng truyền tinh nguyên đại địa, ngươi với ta chơi tiêu hao xàm rồi. Phục nhai, ngươi có phát hiện hay không? Nơi này tích trữ chân khí không phải là đan điền mà là đan hải, chỉ có không minh cảnh giới mới có thể ngưng luyện ra. Chẳng trách số lượng chân khí của hắn đã vượt qua tu sĩ cùng giai, chẳng trách dám lên đài quyết chiến với Bạch Ưng. Điều tử này rốt cuộc là quái thai gì thế? Đánh lâu như vậy rồi, người khác càng yếu dần, hắn ngược lại càng đánh càng mạnh. Điều tử này tuổi trâu sao? Có phải là tuổi trâu hay không thì ta không biết. Có điều trận này Diệp Thần chắc chắn là sẽ thắng. Ngươi biến đi, sao không biến ra nữa đi? Chuyện này không thể nào. Không thể. Dầm. Một cái. Hai cái. Phượt. Chỉ còn lại một cái cuối cùng. Xem ra Diệp Thần có thể xếp trong chín đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông cũng không phải là không có đạo lý. Hắn có thể đánh với đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông hơn 3 tiếng không thua. Thực lực này vượt ngoài dự liệu của ta. Tình hình này tiểu tử này sẽ thăng cấp. Hắn quả thực là có thực lực, là chúng ta trước đó đã không xem trọng hắn. Ngươi giỏi,
Quả thật khiến ta rất là bất ngờ, lại bị ngươi làm cho sửng sốt rồi. Ngô Trường Thanh, đây là sao? Ngươi không phải là nói hắn đã bị phế Lát Đan Điền, bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông hay sao? Quả thật là vậy. Ta thấy ngươi đã già rồi hoa mắt. Chỉ 3 tháng, đan điền của hắn không những được khôi phục, vậy mà còn trưởng thành đến mức sức ép chèn ép đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông ta. Ta là lên kinh ngạc và cảm thán về thiên phú của hắn, hay là lên nghi ngờ năng lực làm trưởng lão chấp sự của ngươi? Ta Chính Dương Tông kia có 2 đệ tử chân truyền, thua một tuyển thủ chân nguyên cảnh cũng quá mất mặt rồi. Cái này có là gì chứ? Người Ninh Chi Thể ở đó, tông nào mới là người chiến thắng cuối cùng? Nói không chừng Diệp Thần này có thể chống đỡ thêm vài hiệp dưới tay của Huyền Ninh. Bát Hoang Quyền Phật. Hai. Ba. Tiễn ngươi lên trời. Lại thêm một tên tàn phế rồi. Đường đường nào đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông mà bị đánh phế thế, phế thế này sao? Trực trực. Có thời gian ta sẽ tìm tên tiểu tử này nói chuyện. Nhất định là phải đưa về nghiên cứu mới được. Chẳng phải chỉ nào đánh thắng được Bạch Dực thôi sao? Có đáng để ngươi làm thế hay không? Bích Du à, con quá cao ngạo rồi. Con có dám nói lúc con ở nhân nguyên cảnh có thể đánh thắng được Bạch Dực hay không? Có thể kiên trì 4 canh giờ dưới công kích của Thân Hoan Ảnh hay không? Không thể đúng không? Còn nữa, đừng quên huyết mạch của con vốn mạnh hơn Diệp Thần rất nhiều. Nhưng trong cuộc chiến so sánh về thiên phú này thì con đã thua xa hắn rồi. Khốn kiếp. Ngươi đừng nhìn ta chứ. Hài tử nhà ngươi không chịu đòn nổi mà ngươi lại trách ta hay sao? Ngươi ngông cuồng. Không phục thì lên đây đánh đi. Ở dưới diêu ra diêu giết thì được cái thá gì? Chết đi. Hãy xem ta tiêu diệt ngươi đây. Đáng chết. Nếu có thể một kiếm chém chết Diệp Thần thì cũng là một chuyện tốt. Rác rưởi, ngươi chết chắc rồi. Dầm. Thành Côn, đệ tử Chính Dương Tông của ngươi. Công nhiên xem vào đại chiến, ngươi giải thích thế nào đây? Nếu không phải là Diệp Thần phản ứng nhanh nhẹ, nghe rằng đệ tử của Hằng Nhạc Tông ta phải chết dưới kiếm của đệ tử Chính Dương Tông của ngươi rồi. Chính Dương Tông chắc chắn sẽ xử lý hắn theo quy định. Một câu sẽ xử lý hắn. Của ngươi là muốn xong chuyện hay sao? Không những can thiệp vào trận chiến mà còn tập kích sau lưng của người khác. Dù giờ ta có giết hắn ta thì cũng hợp tình hợp lý. Ngươi có ý gì? Muốn dẫn hắn đi từ tay của ta, ngươi phải bỏ chút gì đó chứ. Ta không đưa thì ngươi có thể làm thế nào? Chẳng thế nào cả. Đương mà giác. Muốn tiền hay muốn mạng, chọn đi. Sao, còn muốn tiếp tục hay không? Ngươi thật là to gan, dám ở địa bàn của Chính Dương Tông làm chuyện thế này. Là tên đệ tử đó đã ra tay với Diệp Thần trước, chỉ mất một cánh tay nào đã hời cho hắn lắm rồi. Ta cảm thấy Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông sắp xé rách mặt rồi. Diệp Thần, ngươi đáng chết. Ta chỉ là làm theo quy tắc của Tam Tông Đại Thí mà thôi. Kẻ đáng chết là kẻ đã phạm phải tội chết, tập kích người khác mới đúng. Mà hiện tại ta chỉ yêu cầu rút tiền để bán mạng của hắn mà thôi. Ngươi không nỡ hay sao? Chính Dương Tông chủ ngài quá nhỏ mọn rồi. Hay là bởi vì ngài cảm thấy tính mạng của đệ tử Chính Dương của Chính Dương Tông quá là tiện, không đáng một xu. Ngươi chật chật. Hai tử người ta cũng bị đâm thủng một lỗ rồi, vò chút tiền thuốc thang cũng chẳng có là gì cả. Ta cũng thấy vậy, có lý. Không nỡ bỏ tiền chuộc thân hay sao? Vậy ta sẽ nuôi hắn về nấu canh uống vậy.
Ơi, không cứu đệ tử thì thật là khiến người khác không, khiến người khác chạy lòng mà. Cứu cho hắn một ít là xong rồi. Thả người. Được thôi, mạng của đệ tử Chính Dương Tông chỉ đáng 5 vạn linh thạch, thật là ti tiện. Sư phụ, đệ tử hiếu kính người. Ngươi tìm đường chết hay sao? Ta chỉ muốn trả lại hết những gì mà Thành Côn đã sỉ nhục ta và Hằng Nhạc Tông cho hắn thôi. Cho hắn biết thế nào là tự rước lấy nhục, mất hết mặt mũi. Giết, giết. Phục nha, trận tiếp theo đến Huyền Linh Chi Thể rồi. Ngươi cảm thấy Châu Ngạo lúc ấy có thể đỡ được mấy hiệp? Chuyện sau này, Châu Ngạo là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân, trên người có tiên thiên canh khí, kim cang bất phá. Ta trong vòng 10 hiệp, hắn không thể dễ thua như thế. Tiếp theo là Chính Dương Tông đối chiến với Thanh Vân Tông. Lời này của ngươi là đang đề cao Châu Ngạo, hay đã có xem thường Huyền Linh Chi Thể rồi? Ta cược vị trí huyền thiên môn chủ của ta, hắn không chịu nổi quá 3 hiệp. Ba hiệp. Càng về sau càng đặc sắc rồi. Cơ ngưng xương của Chính Dương Tông đối chiến với Châu Ngạo của Thanh Vân Tông. 2 nắm. Còn chưa bắt đầu đánh mà linh kiếm, linh khí, tiên thiên canh khí đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng ấy vẫn muốn sử dụng cây cầm đó để đối chiến hay sao? Đệ nhất chân truyền của Thanh Vân Tông đối chiến với đệ nhất chân truyền của Chính Dương Tông, có kịch hay để xem. Không phải chứ? Tiên thiên canh khí của Châu Ngạo được mệnh danh là đệ nhất phòng ngự, dùng tiến đàn có thể phá được hay sao? Ta nên nói ngươi tự tin hay là nói ngươi tự kiêu ngạo đây? Hả? Tu vi linh hồn của nàng ta là địa cảnh. Ngươi không có nhìn nhầm đấy chứ? Vào độ tuổi này của nàng ta, tu vi linh hồn của ta cũng chỉ ở huyền cảnh mà thôi. Việc này chẳng trách có thể đánh bại Dương Bân trong một chiều. Tu vi linh hồn thế này trong tam tông chẳng ai có thể đối địch được. Ngươi khiến ta cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Rốt cuộc thì chênh lệch của ta và ngươi lớn thế nào thì sau khi đánh mới biết được. Hả? Là cầm âm. Không không. Tiên thiên cơ khí. Cái này, vậy mà có thể bỏ qua phòng ngự của tiên thiên cơ khí. Tiếng đàn kia đáng sợ như vậy sao? Niên cương, khó mà. Niên kim cương khó phá như tiên thiên cơ khí, cũng không thể ngăn cản lại. Tiên thiên cơ khí kia, không phải là không ngăn được tiếng đàn, là do Chu Ngạo đạo hạnh không đủ. Tuy tiếng đàn của cơ ngưng xương rất là khủng khiếp, nhưng không phải là không có cách phá giải. Phúc. Chuyện này làm sao có thể? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Trưởng giáo sư Thúc, làm sao để phá tiếng đàn kia? Ngài nếu biết thì mau chỉ điểm cho Chu sư huynh đi. Ta cũng rất muốn nhắc nhở hắn, thế nhưng cơ ngưng xương kia đánh đàn nhìn thì mây trôi nước chảy, nhưng đàn vận dụng chính là một loại bí pháp vô thượng, không phải là tiên thiên cương khí của sư huynh ngươi phòng ngự không được, mà hắn đạo hạnh không đủ. Sao không đạt tới trình độ dùng cương khí chặn công kích của vô hình? Vậy tiên thiên cương khí của Chu Ngạo sư huynh tại trong mắt của cơ ngưng xương không phải là có cũng như không hay sao? Ngươi biết cái gì? Nếu không có tiên thiên cương khí ngăn cản, âm thanh của 3 tiếng đàn kia, chỉ sợ Chu sư huynh của ngươi sớm đã trọng thương rồi. Ra. Chấn áp cho ta.
Đây, đây là cái chuyện gì? Vậy mà bỏ qua giáp linh khí. Ban đầu là tiên thiên cương khí, hiện tại liền khủng bố như bốn mạng linh khí cũng không cách nào làm gì được nàng ta. Tiếng đàn trong lúc vô hình lại tạo ra một loại thế, mà loại thế này đã thay nàng ta ngăn được bốn mạng của linh khí của Chu Ngạo, tiếp đó phá vỡ cấm chế bên trên bốn mạng linh khí. Dùng tiếng đàn hội tụ liền có thể tạo thành nhất phòng hộ, vừa có thể vừa công vừa thủ. Hóa ra đây mới là trọng điểm. Muốn cẩn thận đánh tới cơ ngưng xương, trước hết phải phá vỡ được tiếng đàn. Ta không tin. Tiên thiên kiếm quyết. Ấy, tiếng đàn thật là khủng khiếp. Hả? Phượt. Cứ vậy liền bại rồi. Đường là đệ nhất chân truyền của Vân Thanh Tông, thân mang tiên thiên cương khí bất phá, vậy mà đều không thể sống qua ba hiệp. Huyền Ninh chi thể đây là muốn nghịch thiên hay sao? Đánh bại một tên đệ tử chân truyền không tốn một giọt mồ hôi. Đánh bại đệ nhất chân truyền của Thanh Vân Tông, vậy mà chỉ dùng ba hiệp. Chỉ từng ấy tuổi liền có tu vi như này, lại có chiến lược đáng sợ như thế, nếu tiếp tục phát triển, Tam Tông không có người có thể địch nổi. Hiện tại người có lẽ đã hiểu tông môn có chút quyết đoán, có đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Sự hiện hữu của nàng ta đã thật sự uy hiếp được Hằng Nhạc Tông ta. Có lẽ tông môn có chút quyết đoán, có lẽ có chút vô nhân đạo, nhưng đây hết thảy cũng là vì suy nghĩ cho tông môn. Ta hiểu rồi, nhưng ta vẫn là không tán thành tông môn đi ám sát Cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương của Chính Dương Tông thắng. Chợt Thanh Vân Tông toàn quân đã bị diệt rồi. Không nghĩ tới nha, Thanh Vân Tông ngược lại là kẻ thua thảm hại nhất. Hắc hắc. Tranh bá đến cuối cùng, nhà mưu địch vẫn là Chính Dương Tông ta bao trọn cả rồi. Hằng Nhạc Tông còn có Diệp Thần thôi. Hắn chính là Chính Dương Tông Tam chân truyền Hàn Tuấn, thứ hai Hoa Vân, đệ nhất Cơ Ngưng Xương. Cấp bậc của ba người bọn họ, hắn cũng không phải là kẻ như Bạch Dực có thể so sánh. Diệp Thần, ngày mai ngươi sẽ chết rất là thảm. Tông chủ Chính Dương Tông, ngài vẫn là lo lắng nhiều cho đệ tử của nhà ngài đi. Ngày mai nếu lại bị ta đánh cho tàn phế, ngài cũng đừng có trách tội ta đó. Thành Côn, của một đời tông chủ của ngươi, động một chút lại đối với đệ tử của Hằng Nhạc Tông ta sát cơ. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất tổn hại tới thân phận của ngươi hay sao? Sớm muộn ta cũng tiêu diệt Hằng Nhạc Tông các ngươi. Thế nào? Lần đánh cuộc này ngươi không phục phải không? Ngài không phải là thánh chủ hay sao? Tầm mắt cao hơn ta một tầng là chuyện bình thường. Đừng có mà tâng bốc ta nữa. Tới lúc phải đi rồi. Vọng Nguyệt Các. Diệp Thần sư đệ, ta sớm biết ngươi có thể đại hiển thần uy, mắt nhìn của ta quả nhiên không sai. Ồ, ta nhớ lúc trước ngươi nói ta không có chút hy vọng nào nha. Là ai, có hay sao? Được rồi, tiểu gia hỏa, đối thủ ngày mai của ngươi không phải là Bạch Dược có thể so sánh được. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh thì liền nhận thua. Cái này ta hiểu, bất quá chư vị sư bá, ngày mai cũng đừng ngăn cản ta, cho dù thua ta cũng muốn đánh. Ha ha, tốt, có được phong phạm của gia gia ta năm đó. Bái kiến ra các tiền bối. Phải chú ý tiểu tử này, không được để hắn gây chuyện, gây ra chuyện gì vô nghĩa. Chuyện cấm địa lần trước còn chưa có tính toán đâu, hiện tại còn lại tới đây. Lão đầu nhi này sẽ không phải là đến dắt Diệp Thần chạy đi đó chứ? Biểu độ này của các ngươi là sao đây?
không biết còn tưởng rằng các ngươi đang phòng cướp đâu. Đương nhiên là phòng cháy, lão gia cắt ngay rồi. Chú tiểu tử, lão tử còn chưa tìm tới ngươi tính sổ đâu. Ta lại không có nợ ngài, ngược lại là ngài thiếu chút nữa đã đem ta giết chết rồi. Tiểu gia hỏa bớt giận, gia gia của ngươi dẫn ngươi đi ngắm sao thế nào? Gia Cát tiền bối, hắn ngày mai còn muốn tham gia tam tông thi đấu, ngắm sao thì thôi đi. Khụ khụ, là vậy sao? Ta đây liền hôm khác tới xem hắn. Phù, cuối cùng cũng giờ đi rồi. Nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần phải áp lực. Minh bạch. À, nguyên lai là lão bất tử ngài. Cướp xác, hay có người tới. Chú tiểu tử, ngươi im miệng cho ta. Ra ra ngươi, đêm nay dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Ngài đây là lại bịp ta, có quỷ mới tin ngài. Nói mò, ta lúc nào hố ngươi chứ? Lần trước là ngoài ý muốn mà thôi. Bây giờ ta đã chuẩn bị vạn toàn rồi, bảo vệ ngươi vô sự. Tin ngài mới là lạ đó. Đây là đâu, cũng quá cao đi, phía dưới không nhìn thấy cái gì hết. Ngươi có thấy thứ đó không? Đó là... Đó là gì? Bát quái kính. Ta biết nó là bát quái kính. Ta muốn hỏi lại lịch của nó. Cái này ta cũng không rõ. Lúc đầu ta còn tưởng nó là một ngôi sao. Đêm đó, sau khi yểm hộ ngươi chạy ra khỏi tổng địa thì trùng hợp đi ngon cao đây. Trong lúc vô tình nhìn thấy, dùng suy đoán của ta, chính Dương Tông hiển nhiên là không biết ở đây có bắt quái kính. Không thể nào, bảo bối lớn như vậy bay qua chỗ này, chúng sao có thể không phát hiện? Ít nhất là đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện ra. Ngươi thấy không, xung quanh của nó không hề có trận văn và kết giới nào cả. Người của chính Dương Tông nếu biết ở đây có một bắt quái kính, có thể không mang đi hay sao? Còn có người cũng đừng xem trọng đám người chính Dương Tông quá. Bắt quái kính cách mặt đất tối thiểu cũng 10 vạn trượng, cao như vậy tối thiểu cũng phải là cao hơn cái cảnh giới nhân tài của ta. Đêm hôm đó nếu không phải là ta vì tránh sự truy sát của chính Dương Tông thì ta làm sao mà phải chạy lên tận trên này cơ chứ. Nếu là vật vô chủ, ngài mang đi là được, kéo ta tới đây làm gì? Nói nhảm, nếu ta mang đi được còn cần phải gọi ngươi tới đây hay sao? Hai đêm nay ta đều chạy tới đây, đã dùng mọi cách đều không thể mang đi được. Hơn nữa, tinh khí của nó còn không nhỏ, ta nghĩ chủ nhân của nó có tà niệm, hơn nữa cũng rất là mạnh. Ngài đường đường là chuẩn tiên cảnh, một chút tà niệm của linh khí cũng không trị nổi hay sao? Hồ, đánh cũng không lại, bất quá tà niệm kia cũng không phải là dạng thường. Là một cỗ tà niệm nguyên thần, nếu nó nổi điên lên, gây chuyện không tốt, linh hồn của ta sẽ gặp nạn. Mấu chốt là, ta cũng không muốn gây ra động tĩnh, thu hút mấy con rùa của chính Dương Tông. Nguyên thần, tà niệm, thú vị, chủ nhân của bát quái kính ta ít nhất cũng là tu sĩ tiên thiên cảnh, nếu không cũng sẽ không để lại tà niệm nguyên thần đó à. Theo lý mà nói chính là như vậy. Thiên cảnh, chủ nhân người ta là thiên cảnh đó, ngươi đang chú ý với nó, lại muốn lôi ta chết cùng hay sao? Bình tõm đi. Nếu chủ nhân của nó còn sống, ta đương nhiên là không dám rồi. Ta đánh. Vừa chủ nhân của nó đã ngõm rồi nên ta mới gọi ngươi tới đây nghiên cứu một chút. Ây à, cẩn thận. Vậy rốt cuộc là muốn ta làm cái gì? Dùng chân hỏa của ngươi thử luyện hóa tài niệm nguyên thần kia là được. Tài niệm luyện chế bắt quái bàn kia cũng không đơn giản, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu. Dù thì cũng không thể là không thể. Trước thì cũng không phải là không thể, nhưng nói trước là ngài cũng không thể vứt ta ở đây một mặc kệ được. Còn có, nếu có đồ tốt thì cũng phải chia cho ta đấy. Ta nghèo kiết xác rồi, yên tâm đi, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Uy áp mạnh thật.
Muốn đi. Hey, thứ này là ma lỗ điên lên, không chừng sẽ biến ta thành hạt bụi. Chờ chút, để ta bố trí trận pháp. Nếu không lát nữa gây ra động tĩnh lớn, đánh động tới đám người của Chính Trương Tông, sẽ tạo ra phiền toái không cần thiết. Được rồi, nó có thể giúp ngươi ngăn lại uy áp của bát quái bàn. Tiểu tử, đến lúc ngươi thể hiện rồi. Sớm muộn cũng bị ngươi gài bẫy. Có hy vọng, tiếp tục đi. Ngươi tập trung một chút cho ta không muốn chọc nó điên lên rồi điên cuồng truy sát ta đâu. Lo gì, chủ nhân của nó đã ngỏm rồi. Chỉ là chút linh khí sẽ không gây ra sóng gió gì đâu nha. Ta nói như vậy có phải là hơi vô nhân đạo rồi không? Nó cũng không làm gì chúng ta lại cứ muốn luyện hóa nó, có phải là có chút thất đức? Ngươi hiểu cái rắm gì. Nó ở đây cũng không phải là chỉ đơn giản là đang hấp thụ tinh nguyên quang và linh lực của Chính Dương Tông, chủ yếu là đại địa linh mạch của Chính Dương Tông đó. Nó là tà niệm, hơn nữa còn là tà niệm của nguyên thần. Một khi nó trưởng thành rồi, không khí thiên hạ đại loạn mới là đã đó. Ồ, ngươi nói như vậy thì ta an tâm rồi. Cuối cùng cũng xong. Biểu hiện của lão đầu này sao đột nhiên lại điên điên vậy? Xem ra lão đầu này muốn bạch sắc quang ở trên bát quái bàn kia. Rốt cuộc là thứ gì lại khiến cho một chuẩn thiên cảnh có bộ dạng như vậy? Sẽ không phải là nguyên thần chi lực. Xem ra lão đầu này chính là muốn nguyên thần chi lực ẩn nấp bên trong của bát quái bàn. Ô hô, khó trách lại kích động như vậy. Chỉ cần một tia nguyên thần chi lực đó cũng có thể giúp hắn đột phá thiên cảnh hoặc là ngưng tụ ra nguyên thần. Lão đầu ngài đúng là cao hứng nha. Giờ thì thương lượng phần chia phần chứ nhỉ? Được, ngươi muốn thế nào? Ngươi cũng biết là luyện hóa tà niệm này rất là hao tốn tâm trí, lại còn là công tác đêm. Ta không cần nhiều, 30 vạn là được. 30 vạn, tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ nha. Cầm đi, nhanh chóng hoàn thành công việc cho ta. Được, có thể. Ây à, chạy đi đâu, mẹ nó. Cái não bất tử ngươi, mau đưa ta theo. Tiên hỏa, hỏa vân. Ây, sao lại không bay được nữa? Gia Cát Vũ, cái não đầu khốn nạn nhà ngươi, còn không mau quay lại đưa ta về, lão tử thành quỷ cũng phải bóp chết ngươi. Đây nè, nhất định là nguyên thần chi lực còn sót lại trong bát quái bàn. Không tệ không tệ, lão gia hỏa kia có phần, ta cũng ăn ké được một chút. Ngươi về sau hãy đi theo ta đi. Không xong, có chuyện gì vậy? Không thấy Diệp Thần đâu nữa. Trễ vậy rồi, hắn còn có thể đi đâu? Gia Cát Vũ, mau trả Diệp Thần lại cho chúng ta. Gia Cát gia từ lúc thi đấu Tam Tông cũng chưa thấy trở về. Đúng là không thấy đâu nữa. Không cần nói cũng biết là không phải là chuyện tốt lành gì. Ít nhất Chính Dương Tông cũng không có động tĩnh gì lớn, chứng minh bọn họ vẫn an toàn. Vẫn là lên bí mật tìm kiếm đi, tránh kinh động đến đám người của Chính Dương Tông. Diệp Thần đâu? Chuyện gì thế này? Không tính để Diệp Thần tham gia trận đấu này sao? Cũng có thể lắm đó. Sao tên Diệp Thần đó không dám đến hay sao? Hàng Nhạc Tông cũng chỉ có thế thôi,
biết là sẽ bị thua nên dứt khoát không lộ diện luôn. Dương Đình Thiên, Diệp Thần đâu? Ngươi đừng nói với ta là hắn đã bị bệnh rồi hoặc là chưa thức dậy nha. Ta sẽ tin là thật đấy. Ngươi lo quản chuyện của nhà ngươi là được rồi. Sư huynh, có khi nào Diệp Thần bị người của Chính Dương Tông kia bắt đi rồi không? Có lẽ không đâu, tuy Diệp Thần đánh bại hai chân truyền Chính Dương Tông, nhưng trong mắt của Thành Côn, Diệp Thần chẳng thể uy hiếp đến Chính Dương Tông được đâu. Chắc chắn là lão gia hỏa Cát Vũ đã bắt Diệp Thần đi rồi. Lão tiểu tử Gia Cát Vũ cũng không đến, chắc chắn là đi đến nơi nào đó làm chuyện xấu rồi. Trước khi trận đấu bắt đầu mà Diệp Thần không trở về thì xem như là Hàng Nhạc Tông chúng ta nhận thua, có đánh hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Phù, quan trọng nhất là hiện giờ hắn đã đi đâu rồi, có an toàn hay không? Diệp Thần và Gia Cát lão đầu đều không ở đây. Lần này có người xông vào cấm địa, cũng là hai kẻ này không có mặt. Nếu như Diệp Thần cũng bị phát hiện ở cấm địa thì xem ta tiêu diệt hắn trước mặt Hàng Nhạc Tông như thế nào. Chuyện này là thế nào chứ? Ngô Trường Thanh đến muộn thế này, chẳng lẽ lại có người né nút xâm nhập vào cấm địa của Chính Dương Tông hay sao? Tám phần là bởi vì Gia Cát Vũ không đến khiến họ nghi ngờ. Bẩm trường giáo, cấm địa không có phát hiện. Không có ở đó, vậy thì đi đâu rồi? Xem ra người của Ngô Trường Thanh không tìm thấy hắn ở cấm địa. Phù, rốt cuộc là đã đi đâu rồi? Các đệ tử chân truyền tham gia trận quyết đấu nữa đã rút thăm. Sao Diệp Thần còn chưa đến? Xem ra Hàng Nhạc Tông này thật nhát. Hàng Nhạc Tông thật là nhát gan. Diệp Thần của Hàng Nhạc Tông dự định bỏ cuộc hay sao? Nói nhiều gì chứ, có gan thì ngươi hãy đợi đấy. Nếu ngươi sợ rồi, nhất quyết là phải rút thăm ngay bây giờ thì tôi cũng không cản. Được, ta đợi. Diệp Thần, chỉ sợ ngươi không dám đến. Một khi ngươi dám đến thì ta sẽ dám phế ngươi. Hát xì. Địch Gia Cát Vũ, tên hố cha chết bầm nhà lão, lão bỏ quên ta ở đây luôn rồi sao? Tiểu tử thối, ngươi thử mắng thêm một câu nữa đi. Ta mắng thử thêm một câu nè. Nếu không phải là bởi vì không đánh lại lão thì ta đã tẩn cho lão một trận từ lâu rồi. Lão có biết ở trên này lạnh lắm hay không? Không còn cách nào khác, thứ đó chạy nhanh quá, lão tử phải đuổi theo cả một đêm. Bớt giận nào, nhanh lên nào, sắp chạy đến nơi rồi. Ngươi gấp gì chứ? Có đến kịp thì ngươi cũng đâu đánh lại chúng đâu. Lão thì biết gì chứ, đánh không lại cũng phải cho chúng vài trưởng. Diệp Thần có đến hay là không thế? Không đến thì mau bắt đầu đi. Đúng vậy, đã 2 canh giờ rồi. Nếu muốn đến thì đã đến từ lâu rồi. Bắt đầu đi. Hắn thì có thể đánh thắng Huyền Ninh Chi Thể hay sao? Không phải là do Chính Dương Tông ta không cho Hàng Nhạc Tông cơ hội. Các vị cũng đã thấy rồi đó, là bởi vì Diệp Thần sợ thua nên không dám đến. Thế này thì không thể trách Chính Dương Tông chúng ta được rồi. Đợi đã. Diệp Thần, Gia Cát Vũ, ấy, sao lại từ trên trời bay xuống vậy? Cái này mà các người cũng không biết sao? Chắc chắn là hai người bọn họ đã đi ngắm sao nữa rồi. Phù, may mà đến kịp. Ây da, mẹ ơi, có vài tấm thẻ thế này mệt lắm. Diệp thần của Hàng Nhạc Tông đã đến rút thăm. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Rút chúng thăm có cùng màu sẽ cùng một nhóm. Hả? Ta chịu thua. Tiểu tử đã nghĩ ra phải chết như thế nào chưa? Thì đánh ngươi sao? Đánh thì đánh ngươi. Đánh cho đến chết luôn, ngươi. Ngươi cái quái gì mà ngươi? Chịu đòn cũng đâu nhất định là phải ngay bây giờ đâu. Tao đi mượn một món đồ đã. Ngươi hãy đi rửa sạch mông đợi đánh đi. Con mẹ nhà ngươi. Liệu sư huynh có thể mượn Thái Cực kiếm của huynh sử dụng hay không? Đương nhiên là được rồi. Hoa Vân từng là đại nhất chân truyền của Chính Dương Tông, đừng có sơ suất quá. Đánh không lại thì nhận thua, ta hiểu rồi. Diệp Thần, ngươi còn gì ngôn gì thì có thể nói với họ trước đi. Nói cho bà nội ngươi đấy. Ta có thể đánh phế Tiết Ẩn và Bạch Dực thì cũng có thể đánh phế ngươi. Thật là ngông cuồng. Đi. Địch, khí thế của tên tiểu tử này không thua kém gì Hoa Vân, nhưng hắn chỉ là nhân nguyên cảnh thôi mà. Đây chính là thực lực chân chính của hắn hay sao? Sao có thể thế này được?
Khí thế của một tên nhân nguyên cảnh mà lại có thể không phân cao thấp với họ Hoa Văn hay sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử này đã ẩn giấu thực lực của chính mình? Ta đã xem thường ngươi rồi. Cuồng phong kiếm tiếu. Thú tâm thư. Phá. Có phục không? Có phục không? Có phục không? Đã xem thường hắn rồi, thật sự là xem thường hắn rồi. Đây sao có thể vậy được? Tên tiểu tử này được xúc sinh nhập xác hay sao? Sao đánh giỏi thế này? Kỹ thuật cận chiến nhanh nhẹn này là của Diệp Thần, thật nào mạnh mẽ, bá đạo. Cách đánh của Diệp Thần thật nào quý dị. Thật không ngờ đại nhị chân truyền của Chính Dương Tông lại chịu thiệt dưới tay của một tên nhân nguyên cảnh. Chợt chợt, thú tâm thư của man tộc, tên nhóc này sử dụng thật là thành thục. Hắn còn chưa sử dụng tiên hỏa, không đơn giản, thật không đơn giản. Tên tiểu tử này. Khư khư. Ngươi đã thật sự trọng thương ta rồi. Phi thiên trảm. Đến hai nắm. Hay. Lại phát nữa. Chịu thiệt một lần là đủ rồi. Chịu thiệt lần thứ hai sao? Rác rưởi, bỏ kiếm đầu hàng rồi sao? Lực ngón tay mạnh quá. Đổi nạn được cổ ta rồi. Nhận một kiếm của ta. Một kiếm trước đó, đáng lẽ Hoa Văn không tránh được, sao lại? Đó là cái gì? Trong số hộ bố Tam Tông, đối thủ có thể khiến ta giải trừ cấm chế, đếm trên đầu ngón tay. Ngươi tính nào một? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ra ra ta sợ quá. Ngươi đi chết đi. Chậm quá rồi, chậm quá rồi. Ngươi quá yếu. Phụt. Bà nội nhà nó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhất định là có huyền cơ. Âm dương kiếm khí bắt quái trận đồ. Chính là bắt quái trận đồ đã áp chế hết sức mạnh và tốc độ của ta. Chỉ cần người ta ở trong bắt quái trận đồ lớn hơn 5 trượng thì sẽ chịu áp chế. Âm dương kiếm khí và bắt quái trận đồ của Vân Nhi luyện tập đã lâu. Diệp Thần, ta xem ngươi trốn thoát kiểu gì. Thật sự là cho rằng nhị đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông ta vậy sao? Âm dương kiếm khí bắt quái trận đồ, tiểu tử Hoa Văn này che giấu thật là sâu. Hai tông bí pháp này quả thật là không đơn giản. Nếu khi đó ta ép hắn tung ra hai tông bí pháp này thì Diệp Thần sư đệ cũng đã không đến mức thảm hại như vậy. Tại ta, chuyện này không trách người, đừng tự trách nữa. Âm dương kiếm khí và bắt quái trận đồ là át chủ bài cuối cùng của hắn. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không để lộ ra dễ dàng. Âm dương kiếm khí và bắt quái trận đồ rốt cuộc là sao cũng quá kỳ lạ. Âm dương kiếm khí đó là kiếm khí luyện ra bằng phương pháp đặc thù, do linh hồn kết hợp lại với tâm niệm cùng hành động. Trong lòng muốn nó đi đâu, kiếm chắc chắn là sẽ đi đến đó. Là bí pháp thượng thừa để tấn công chiến xa. Bát quái trận đồ đó thật ra chính là trận đồ. Người ở trong đó, sức mạnh và tốc độ của chủ nhân sẽ tăng lên, mà còn đối thủ thì sẽ bị áp chế. Đây là bí pháp thượng thừa phòng ngự cận chiến. Chờ công thủ có đủ. Là hách à, Diệp Thần sư đại à. Thua nhiều thắng ít rồi. Về cơ bản hai loại bí thuật này là không có sơ hở.
Huống hồ Hoa Vân còn chưa dùng đến linh khí bản mệnh. Một khi linh khí xuất ra, Diệp Thần hơn nữa là đã bị bại rồi. Cho dù ngươi đã đánh bại hai đại chân truyền Chính Dương Tông, trong mắt của ta ngươi vẫn không là gì cả. Vậy sao? Tiên thiên canh khí. Ngươi học tiên thiên canh khí từ đâu? Ngươi đoán xem. Nghĩa nào? Người Thanh Vân Tông dạy ngươi. Chuyện này là không thể, đây là bí pháp không truyền của châu gia ta. Sao ta lại dạy hắn? Hay là sư phụ ngươi dạy ngươi? Tuy vị tiền bối đó từng chỉ cho ta vài chiêu, nhưng pháp môn ở trong đó đến ta cũng không biết, sao có thể dạy cho Diệp Thần? Hai phá liên kết, đây là muốn cùng nhau đấu lại Chính Dương Tông ta hay sao? Ta nói này, hậu bối, đại sở Huyền Tông này của ngươi quả thật là nhân tài liên tiếp xuất hiện. Bí pháp thế này cũng truyền ra ngoài. Ây à, ngươi đoán đủ chưa? Ta học ở đâu thì liên quan gì đến ngươi? Thèm đòn. Tiên thiên canh khí, kim cương khó phá, rất tốt. Giờ đến lượt của ta rồi. Tìm chết. Kiếm đi. Bát hoang quyền. Vậy. Bát hoang quyền, bát hoang quyền. Bát hoang quyền. Cuối cùng đã đến rồi. Xem ai chịu nổi qua ấy. Hai người này đúng là quái vật mà. Diệp Thần đó càng đánh càng hăng, đâu ra mà nhiều chân khí như vậy. Hắn cũng thật là dũng cảm, dám lấy đá chọi đá trong bắt quái trận đồ của Chính Hoa Vân. Hừ. Tiểu tử này là yêu nghiệt hay sao? Hey, ta lại đánh với người một nhân nguyên cảnh đến 200 hiệp, đúng là quá mức sỉ nhục. Đập tiểu tử ngươi. Phù con bà nó, tiểu tử này không phải có bản lĩnh bình thường. Vớ vẩn, đánh một nhân nguyên cảnh còn phải dùng đến linh khí bản mệnh. Đệ tử của Chính Dương Tông là thế à? Chứ các tiền bối nói có lý. Diệp Thần cũng quá yêu nghiệt rồi, lại ép được Hoa Vân dùng đến linh khí bản mệnh. Cho dù là Hoa Vân thắng, cũng là thắng không đẹp. Đường đường là đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông, đã bị nhân nguyên cảnh nhấp thành thế này, đâu phải là thua gì chứ? Đâu không phải là thua thì là gì? Hộ khổ mọi người yên lặng. Diệp Thần đừng đánh nữa, xuống đi. Nhanh xuống đi, đó không phải là thứ người có thể chống lại. Đúng vậy. Dạ một hai lần cũng không sao, còn đánh tiếp, không cẩn thận là ngươi thật sự là sẽ chết người đấy. Cho dù ngươi thua, trong lòng mọi người cũng là người thắng. Sư phụ, người thật sự không tin tưởng đồ như vậy sao? Đừng càn quấy. Sư phụ yên tâm, không chết được đâu. Chết đi. Phượt. Nhận xạ đi, thứ yếu hết. Vãi, vậy mà đỡ được rồi. Tiểu tử này thật sự là nghịch thiên vậy sao? Lại có thể đỡ được linh khí bản mệnh của Hoa Vân sư huynh. Chỉ một nhân nguyên cảnh nhỏ nhoi. Ta tưởng nhân vật chính tỷ thí tam tông mùa này chỉ có một người huyền linh chi thể. Hiện giờ xem ra hình như lại nhiều thêm một người rồi. Linh Lung Bảo Tháp đó không phải là linh khí bình thường. Diệp Thần đó có thể đỡ được, cũng thật sự là vượt qua dự liệu của ta. Tên này thiên phú có thể gọi là yêu nghiệt. Hey, ta không tin. Giỏi hơn nữa, vẫn không phải là bị đè thành cho bụi hay sao? Phừ. Mẹ nó, thế này thì toi rồi. Trong linh khí bản mệnh đều có cấm chế, hoặc là trận pháp tấn công, hoặc là trận pháp phong ấn. Một khi rơi vào, là chết là cái chắc. Diệp Thần. Hàng Nhạc Tông ta nhận thua, thả Diệp Thần ra. Ồ, muốn nhận thua? Bảo Diệp Thần đích thân mở miệng mới được. Ngươi thay hắn nhận thua, đây là vi phạm quy tắc.
Quy tắc cái khỉ khô gì, Diệp Thần bị trấn áp rồi còn có thể mở miệng nói chuyện hay sao? Vậy bản tọa muốn mà không thể giúp rồi. Chuyện này đơn giản, quỳ xuống xin ta. Thành Côn, ông ức hiếp người quá đáng rồi. Sao, còn muốn động thủ với Chính Dương Tông ta sao? Ta quỳ là được, chuyện này sao có thể? Nếu có thể cứu Diệp Thần, quỳ một lần cũng không sao. Thú vị. Lát nữa, cho dù Sở Sở Huyên Nhi quỳ xuống thì cũng đã phế Diệp Thần. Ông là chủ của một tông, hy vọng ông đừng nuốt lời. Sở Huyên Nhi, cô dám quỳ, ta lập tức thành ma. Diệp Thần, Đậu Xanh, Diệp Thần vẫn còn sống. Thế giới này thật sự là điên rồi. Chân nguyên cảnh trở lên mạnh thế này từ bao giờ vậy? Chỉ sợ là hồi dương phản chiếu. Não tử, dùng nhất vài năm đấm này đánh vỡ Thác Linh Lung vớ vẩn này của ngươi. Vượt tay không đập linh khí. Thứ rồi bỏ dễ chết. Chấn nát cho ta. Đập chết ngươi này. Bát Hoang Quyền. Rác rưởi. Tay không độc vỡ linh khí, đỉnh quá rồi. Rốt cuộc thực lực của Diệp Thần này mạnh cỡ nào chứ? Không thể nào, quá mức khó hiểu. Bây giờ chiến tích của Diệp Thần ở nhân nguyên cảnh đủ để đều hiệp cao ngạo của cô rồi. Là ta đã xem thường hắn. Ta biết ngay mà. Chuyện này sao có thể? Hàng Nhạc Tông có đệ tử này, trong lòng ta rất là vui mừng. Hey, tốt, bá khí. Tỷ Linh Nhi, hắn rốt cuộc, hắn là người thế nào? Ta không tin, ngươi vẫn có thể thoát khỏi từ trong tay ta lần nữa. Lần này, ta thật sự là tiễn ngươi đi chết. Âm Dương Vô Cực. Thái Cực Diễn Thiên. Người lại biết Thái Cực Diễn Thiên. Giật Nhi, cô đã truyền Thái Cực Diễn Thiên cho Diệp Thần hay sao? Đây là bí thuật gia truyền, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Ngày đó ngươi sỉ nhục Liễu Giật sư huynh ta, hôm nay ta dùng kiếm của sư huynh ấy, dùng bí thuật của huynh ấy, quang minh chính đại đánh bại ngươi. Thái Cực Diễn Thiên. Âm Dương Vô Cực. Phật. Đừng chạy chứ. Lại lần nữa. Dầm. Ta ném. Ta lại ném. Chuyện này là không thể. Ở chỗ ta không có gì là không thể. Đây chính là đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông ông. Đúng là nực cười. Ngươi, Diệp Thần thắng rồi. Thật sự là truyền kỳ sống. Người không được xem trọng nhất lại một đường đánh đến cuối cùng. Chợt chợt, cuối cùng đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông cũng bị hắn đánh đến phế rồi. Chợt, sao ta cảm thấy cảnh tượng trước mắt này rất là quen thuộc. Ngày đó lúc Liễu Giật của Hàng Nhạc Tông thất bại, không phải là Hoa Vân vẫn dẫm là Hoa Vân dẫm Liễu Giật giống như là hiện giờ hay sao? Đến này còn Diệp Thần nói cũng giống y hệt. Aha, xem ra kẻ gây chuyện cũng sẽ bảo trả lại. Sảng khoái, đúng là sảng khoái. Diệp Thần, bảo sư phụ ta với ông. Ông cũng sướng. Ngươi, cái gì mà ngươi, ông nội ngươi.
Tiểu nhân đắc chí, liền điên cuồng ngang ngược. Đúng thật, trước đó hằng nhạc ngươi, người ta đã nhận thua, nhưng vài kẻ tiểu nhân nào đó liền thích ra vẻ, xem giả vờ bị vả mặt rồi. Cái này gọi là gì? Này chính là báo ứng. Chu Cát Vũ, nơi này chính là Chính Dương Tông. Ngươi đang dọa ai đấy? Chính Dương Tông thì sao? Chính Dương Tông còn không cho người ta nói thật à? Tiểu tử giỏi lắm, lợi hại. Này, ta không nỡ tay nữa. Tiểu sư đệ sao rồi? Chỗ nào không khỏe? Ta không sao. Nhanh ăn hạp, ăn vào đi. Sư phụ, đồ nhi không làm người mất mặt chứ? Không mất mặt, ngược lại rất là điên. Dọa tỉ tỉ của ta sợ đến không dám cử động. Ngươi bản lĩnh quá. Sư phụ, ta là bộc phát theo cảm giác. Thật sự là sợ người vì ta mà quỳ xuống với thành côn. Cô dám quỳ, ta lập tức thành ma. Chuyện này đừng nói lại nữa. Đi thôi, đêm nay chúng ta ăn mừng vì Diệp Thần. Hôm nay tinh thần của trưởng môn thật sự là phơi phới, còn vui hơn so với lúc ngài ấy tiếp nhận chức trưởng giáo hàng nhạc. Đúng vậy, hôm nay quả thật là ngày tốt. Kết cục của Thanh Vân Tông ta chẳng còn lại gì, chỉ để lại người của hai tông đó khoe khoang. Sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Ngô Trường Thanh, sáu tỷ thí tam tông, ngươi không còn là đứng đầu chấp niệm, ngươi không còn là đứng đầu chấp pháp điện nữa, cút cho ta. Chợt chợt, tâm tính người này hẹp hòi như vậy, lại có thể làm chủ của một tông, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. So với Công Tôn Chí và Thành Côn, Dương Đình Thiên của Hằng Nhạc Tông hành xử thẳng thắn vô tư hơn nhiều. Nhưng sự thẳng thắn vô tư này trong loạn thế chắc chắn là sẽ chịu thiệt lớn. Nhìn đi, tương lai không lâu, Thanh Vân và Hằng Nhạc chắc chắn là sẽ bị Chính Dương Tông nuốt chọn. Cũng đúng, nếu huyền linh chi thể trưởng thành đủ để quét sạch một tông, cái ta nói không phải là huyền linh chi thể. Chính Dương Tông có thứ cũng rất là thú vị giống vậy. Những thứ thú vị này chủ định sẽ là một đại kiếp số của hai phái Hằng Nhạc và Thanh Vân. Hey, cạn nê. Ngày mai chính là nhỉ? Ngày trận tranh bá cuối cùng rồi, cuối cùng cũng phải đối đầu thật sự với huyền linh chi thể rồi. Bất kể là vì vinh quang của tông môn hay là vì cắt đứt tình duyên này, cắt đứt tình duyên ngày trước thì đều vào trận chiến ngày mai rồi. Linh hồn của huyền linh chi thể đó đã là cấp địa cảnh, nếu phóng ra bí thuật linh hồn công kích, Diệp Thần quá nửa là bại tại chỗ rồi. Dù sao đến đệ nhất chân truyền Thanh Vân Tông cũng chỉ chống đỡ được ba hiệp mà. Đúng thế, hay là ngày mai vẫn là đừng để Diệp Thần mạo hiểm lên nữa. Nguyên Nhi sư muội, muội thấy sao? Ta sẽ không ngăn cản hắn đấu với Cơ Ngưng Xương, có lẽ hắn một đường liễu đấu tới tỷ thí tam tông, người muốn đánh bại thật sự chỉ có Cơ Ngưng Xương đó. Nguyên Nhi chi thể là người yêu ngày xưa của Diệp Thần hả? Chuyện này chính là hai tên này phải không? Sư huynh, nhanh như vậy đã muốn dùng âm minh tử thướng. Có vài người đáng chết thì bắt buộc là phải chết. Đi chuẩn bị trước đi. Ta phải khiến cho người của Hằng Nhạc Tông đều đến được mà không về được. Làm hết sức mình là được. Xuất phát. Sư phụ, hôm nay người sẽ không cản ta lên đài quyết chiến đấy chứ? Không. Làm hết sức mình là được. Dù hôm nay ngươi thắng hay là thua, thì ngươi cũng là đồ đệ xuất sắc nhất của Sở Huyền ta. Thành chủ, lần này cũng là huyền linh chi thể ra tay, ngươi có muốn cực tiếp hay không? Ngươi cảm thấy Diệp Thần có thể chống đỡ được mấy hiệp dễ công kích của huyền linh chi thể? Chúng gặp thật, lần này ta cũng có suy nghĩ với người. Ta dùng 800 cược Diệp Thần có thể chống đỡ được hơn 10 hiệp. Ta cược với người, nếu ngươi thắng ta sẽ cho ngươi rời đi, nếu ngươi thua thì phải ở lại đại sở thêm 800 năm nữa. Người của Hằng Nhạc Tông ta đến rồi, người nói Diệp Thần có thể chống đỡ được bao nhiêu
bao nhiêu hiệp dưới công kích của cơ ngưng xương. Dương Bân và Vương Xuyên bại sau một hiệp, Châu Ngạo sau ba hiệp, Diệp Thần có thể đánh bại Hoa Vân ít nhất là cũng phải được ba hiệp, chắc chắn là không quá năm hiệp, đây chắc chắn là cực hạn của hắn rồi. Bích Sao, cháu cảm thấy thế nào? Ba hiệp cũng có thể sẽ hơn ba hiệp đó. Bích Sao tỉ tỉ, ta có thể ngồi ở đây hay không? Tiểu Bì cứ ngồi. Diệp Thần, ngày này của năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Sương Nhi, giết Diệp Thần cho ta. Cơ Ngưng Sướng của Chính Dương Tông và Diệp Thần của Hàng Nhạc Tông nên đà đối chiến. Lên đi, làm hết sức mình là được. Chuyện gì thế này, sư đồ luyến sao? Tên tiểu tử này thật là to gan, thế mà lại dám hôn trước mặt biết bao nhiêu người thế này, ngầu quá đi. Mẹ ơi, người của Hằng Nhạc Tông thật là tài mà. Sư phụ, tha thứ cho sự càn rỡ có đồ nhi. Chà chà, ta phải gọi hắn là sư chất, hay gọi hắn là tỷ phu đây? Linh Nhi, về sau không được gọi Diệp Thần sư đệ, không được gọi Diệp sư đệ nữa, phải gọi là sư thúc hết cho ta. Cút đi cho ta. Để xem khi trở về, ta xử lý ngươi thế nào. Dám mở mặt trước mặt mọi người, Hồ Huyền Nhi sư muội, tên tiểu tử này không muốn sống tiếp nữa sao? Là bởi vì không biết có thể sống tiếp hay không, nên mới dám cản trở như thế này sao? Lạ thật, sao còn chưa đánh nhau nữa? Chợt chợt, đã nhìn nhau nửa nén hương rồi. Hai người bọn họ dính phù chú định thân rồi sao? Ta thật không ngờ huynh lại có thể tiếp tục tu luyện. Ta cũng không ngờ muội nào huyền linh chi thể. Này, thế này là sao thế? Chẳng lẽ trước kia họ từng quen nhau hay sao? Tào nào, trước kia Diệp Thần là người của Chính Dương Tông, không quen nhau mới là nạ. Họ từng là người yêu của nhau. Phụt. Thật là chuyện lạ đùng. Đây còn có chuyện này sao? Họ từng là người yêu của nhau. Khó trách, họ quả thật là rất xứng đôi. Phục Nhai, ngươi có biết chuyện này hay không? Xem biểu hiện của ta là biết rồi. Ta cảm thấy thật là quỷ quái. Thiên hạ rộng lớn như vậy, nhiều người thế này mà lại có thể hợp thành một đôi, sao lại như chuyện đùa thế này? Cái đó, hai người họ đâu rồi? Cái đó đâu nhỉ? Hay ngươi đoán xem, huyền linh chi thể có còn là ngọc nữ chân thân hay không? Ơi, không thể băng thanh ngọc khiết, nhưng nói không chừng đã. Yên lặng, đi xuống đi, huynh không phải là đối thủ của ta. Muội vẫn cao ngạo như ngày nào. Huynh và ta đều không phụ chính mình, sao phải như thế này chứ? Chúng ta của năm đó là nhân, chúng ta của hiện tại là quả. Trận chiến này sẽ không nhắc đến thành bại, chỉ để cắt đứt quan hệ nhân quả này mà thôi. Ai? Trận chiến này dù muội có thể phá bỏ chính khí khải giáp của ta, thì cũng khó có thể phá vỡ chính khí phòng ngự trong cơ thể của ta. Một bước, bước hai, bước ba, bước bốn. Chuyện gì thế này, Diệp Thần? Không đếm xỉa gì đến công kích của Cầm Âm hay sao? Sao có thể không đếm xỉa đến chứ? Người không thấy cương khí khải giáp trên người của hắn đang không ngừng bị phá nát hay sao? Diệp Thần thật là bá đạo, ngay cả Châu Ngạo cũng không thể nào đi được hai bước, thế mà hắn lại có thể đi được mười mấy bước. Xem ra Cầm Âm đó không ảnh hưởng gì đến hắn rồi. Cương khí ngự vô hình, sao lại có thể? Tiên thiên cương khí gia truyền tới Chu Ngạo, còn làm không được cương khí ngự vô hình, lại bị hắn phát huy vô cùng lợi hại. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Thiên cương phòng ngự kiếm trận.
nha. Thanh kiếm kia, ngươi đoán không sai, chính là Nhân Trọng Kiếm. Thì ra là vậy. Đến phiên ta. Bát Hoang Trảm. Ồ, yêu tộc Bát Hoang Trảm. Tiểu tử này thế mà lại ẩn tàng bí pháp như vậy. Mở cho ta. Lại đến nhá. Xích tiêu. Phong thần quyết. Ngay cả phong thần quyết của Nhiếp Phong hắn cũng biết. Không phải ta dạy. Vậy vậy mà có thể làm thương làm bị thương thương huyền chị thương huyền linh chi thể. Huyền linh chi thể cơ ngưng xương từ lúc xuất chiến tới nay chỉ dùng một cầm liên tiếp đánh bại tam đại chân truyền. Hiện tại bí pháp này chẳng những bị phá còn bị Diệp Thần dùng một kiếm tuyệt sát làm bị thương. Diệp Thần thiên phú cùng thực lực thật sự là đáng sợ, làm cho người sợ hãi thán phục. Thành chủ ba hiệp, ta đã thấy, không nghĩ tới, ta cũng có thời điểm nhìn sai. Bất quá ngươi cũng đừng quá cao hứng. Hắn có thể hay không là sống quá 10 hiệp, hãy rồi hãy nói. Ngươi đã không phải là Diệp Thần năm đó, ngươi cũng vậy, hả? Chỉ trong một hơi thở, liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Thân pháp thật là quỷ dị. Thiên cương kiếm trận. Cửu thiên huyền linh chỉ. Ách. Một ngón tay thật là bá đạo. Cửu thiên huyền linh ấn. Càng long. Càng long bí pháp của ma tộc. Tranh lệch này cũng không phải là bình thường. Hai người bọn họ căn bản là không cùng một cấp bậc. Cơ ngưng xương không chỉ có huyền linh chi thể, còn có chân dương cảnh, tranh lệch tận một đại cảnh giới. Tuy thế, nhưng có thể ở trong tay của cơ ngưng xương sống qua ba hiệp, hắn đã đủ để tự ngạo rồi. Bước ta sử dụng toàn lực. Mở cho ta. Nguyệt ảnh thất tinh hoàn. Nguyệt ảnh thất tinh hoàn là cái gì? Đó là một loại vòng tay giúp người tu luyện. Phía trên có 7 ngôi sao. Mỗi một ngôi sao đại biểu cho 500 cân sức nặng. Sáng một ngôi sao chính là 500 cân, hai ngôi sao chính là 1.000 cân. Thế mà suy ra 7 ngôi sao chính là 3.500 cân. 3.500 cân, đây cũng là dọa người đi. Nói như vậy, theo Tam Thông thi đấu đến bây giờ, tiểu tử Diệp Thần kia vẫn phụ trọng lấy 3.500 cân sức nặng tại ác chiến. Lúc trước vậy mà không có phát hiện tiểu tử này. Đối chiến với Vân Nhi từ nãy, hắn còn chưa có dùng toàn lực. Tỷ, người chưa tháo Nguyệt Ảnh thất tinh hoàn cho Diệp Thần hay sao? Ta tưởng muội sớm đã tháo rồi. Ê, ánh mắt của ta thật là vụng về. 3.500 cân. Hừ. Đến đây. Đông Hoàng Thánh Chủ, ta thắng rồi. Ừ. Rồi hôm nay ta sẽ để ngươi đi.
Thế mà tao lại thua vì một tên tiểu tử nhân nguyên cảnh. Huynh làm ta cảm thấy rất bất ngờ. Muội có từng xem trọng ta không? Vì thế này, ngay cả bắt quái trận đồ của Hoa Vân cũng biết. Trước đó là tiên thiên canh khí, rồi cả thái cực diễn thiên, phong thần quyết. Giờ đến ngay cả bắt quái trận đồ của Hoa Vân cũng biết. Tiểu tử này gian lận thế nào thế? Lạ lần nữa. Hoàng Long, Hàng Long. Trong phạm vi của bát quái trận đồ, tốc độ và lực lượng của muội sẽ bị áp chế, xem muội phá giải thế nào. Cửu Thiên. Huyền Ninh Cấm. Huyền mất rồi. Ẩn thân thuật của Tiết Ẩn hay sao? Bắt đầu. Phân thân hoa ảnh của Bạch Dực. Bản tôn lại di chuyển nữa rồi. Lạ lần nữa. Ây, hắn ta học bí pháp độc môn của ta từ đâu vậy? Ây, đây chẳng phải là bí thuật gia truyền của sư huynh ta hay sao? Sao hắn ta đã biết thế? Cái gì cũng biết, đùa à? Tỷ, đồ đệ này của tỷ là thế nào vậy? Sao cái gì hắn cũng biết hết thế? Tên tiểu tử này còn biết nhiều hơn cả ta. Xem ra sau cuộc đại tỷ thí Tam Tông, ta phải nói chuyện với hắn đàng hoàng mới được. Thượng quan bác, hay là chúng ta đưa tên tiểu tử này đi đi, tiềm lực vô tận đó. Ta đâu chỉ xem thường hắn, hay. Ta nói rồi mà, hắn rất mạnh. Tập hợp lại tất cả các bí thuật mạnh mẽ của các gia tộc, tên tiểu tử này thật là thú vị. Giao cho người một nhiệm vụ, hãy nghĩ cách đưa tên tiểu tử này đến Thiên Huyền Môn. Chuyện này ta không dám chắc đâu, ta đã từng mời hắn rồi, nhưng người ta uyển chuyển từ chối. Vậy thì nói hắn đến, ta phải đưa về nghiên cứu xem thế nào. 5 lần 7 lượt khiến cho Huyền Ninh chi thể chịu thiệt thòi. Nếu trên người của hắn không có huyền cơ gì mới nạ. Thiên Vũ Địch Phàm. Bí pháp này thật là quỷ dị. Phá cho ta. Ây, lại bị Diệp sư đại phá giải rồi. Huyền Ninh chi thể cũng chỉ có thế mà thôi. Đúng vậy. Sương Nhi không cần lưu tình. Vâng. Nhất niệm hoa khai.
Huyễn thuật. Sao thế? Sao Diệp Thần lại đứng yên thế? Huyễn thuật, hơn nữa còn là huyễn thuật vô cùng đáng sợ. Thế chẳng phải là Diệp Thần sẽ rất là nguy hiểm hay sao? Ngươi còn có bi pháp gì thế này sao? Chẳng lẽ mình chưa đủ tư cách khiến nàng ta phải sử dụng nhất niệm hoa khai hay sao? Huyễn thuật của Sương Nhi đâu phải là thứ phàm phu tục tử như các ngươi có thể phá giải. Sương Nhi, giết hắn đi. Trưởng môn sư bá, nhất niệm hoa khai đó là gì vậy? Sao Diệp Thần lại bất động vậy? Đó là huyễn thuật, đó là thiên phú thần thông của các đời huyền linh chi thể. Chỗ đáng sợ của nó chính là cho dù phòng ngự như thế nào thì tâm thần cũng sẽ bị dẫn dắt vào trong vạn hoa huyễn cảnh. Một khi rơi vào gần, một khi rơi vào thì gần như không có cách nào có thể hóa giải. Ta còn chưa kịp dạy huyễn thuật cho hắn cả bí pháp giải huyễn thuật nữa. Vô dụng thôi, phương pháp ra giải huyễn thuật thông thường không phá được nhất niệm hoa khai đâu. Huyễn thuật này không phải là huyễn thuật bình thường. Sư muội không cần phải tự trách bản thân đâu. Nhất niệm hoa khai này rất là bá đạo. Tương truyền có một huyền linh chi thể dùng huyễn thuật này dẫn dắt cả một môn phái vào huyễn cảnh. Đến lúc trở về hiện thực thì tu vi của tất cả người có môn phái đó đều đã cạn kiệt. Đừng dọa người thế này chứ. Nói thế là không có cách nào để cứu Diệp Thần nữa rồi sao? Nếu dùng nhất niệm hoa khai sớm một chút thì não nương cũng đâu có thua. Bởi vì ta may mắn. Chật chật, huyền linh chi thể đời này lại có thể thức tỉnh thiên phú thần thông sớm đến vậy sao? Thật không đơn giản mà. Ây, đời này tình tan duyên tận, đời sau không phải gặp lại nữa. Vinh diệu của tông môn, nhân quả của ngươi và ta, hãy để kiếm này chém đứt đi. Ha ha, chết đi Diệp Thần. Phong thần quyết. Tên tiểu tử này được đó. Chuyện này phá rồi, hắn lại có thể phá giải huyễn thuật bá đạo đó. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như thế này. Sao hắn có thể làm được như vậy? Không thể nào, sao lại có thể như thế được chứ? Nhất niệm hoa khai rất ngầu. Phân thân. Đây là bí pháp gì thế? Cả ba đều là bản tôn. Nhất niệm, nhất khí hóa tam thanh. Thiên phú thần thông này cũng đã thức tỉnh rồi. Lần này tiểu tử Diệp Thần đó hết cách rồi. Đó là ba cơ ngưng xương cùng một cấp bậc. Ngay cả ý niệm cũng được tách ra. Kiểu mô sư bá, đó là bí pháp gì thế? Ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Đây là vô thượng bí thuật ở trong truyền thuyết. Nhất khí hóa tam thanh, bí thuật này có thể sao chép bản thân thành ba người có cùng thực lực với mình. Dù là tu vi, linh hồn cảnh giới, bí thuật đều giống nhau, thậm chí là bá đạo. Đây cũng quá là đáng sợ rồi. Vậy có nghĩa là 3-1. Bí thuật này có hạn chế về thời gian chứ? Theo ta thấy thì có lẽ là có, nhưng cũng quá nghịch thiên rồi. Hừ. Người ép ta phải xuất đại chiêu sao? Phân thân huyễn ảnh mở. Bát quái trận đồ mở. Tiên thiên canh khí mở. Chỉ cần đợi đến lúc bí pháp này mất hiệu lực, hoặc ta cố gắng học nén bí pháp này, đến lúc đó dù 3-3 hay là 2-2 thì cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều. Một tên nhân nguyên cảnh lại có khí huyết thế này thật là quá hào hùng rồi. Cứ tiếp tục thế này thì cũng không biết được là ai thắng ai thua đâu. Bát hoang quyền. Cửu thiên huyền ninh.
Thiên Vũ Địch Phàm. Từng bị thiệt một lần, muội nghĩ ta sẽ bị trúng kế lần thứ hai hay sao? Thiên Vũ Địch Phàm. Nữa sao? Phá cho ta, Thiên Vũ Địch Phàm, phá tiếp. Vừa, độ ở tinh được hay sao? Muốn so đấu tiêu hao, muội tìm sai người rồi. Khải giáp tiên thiên cơ khí, bát quái trận đồ, phân thân huyễn ảnh, Thiên Vũ Địch Phàm, tam thiên hoa giới, phong quyển tiên trần, cũng quá đẹp rồi. Càng đẹp càng có độc à. Bây giờ Diệp Thần sắp không xong rồi. Đây là muốn xử ta trong một lần. Ây, đã bị diệt phân nửa rồi. Bị diệt sạch rồi. Thiêu dụi hết cho ta. Ai? Cửu Thiên Huyền Ninh cấm. Cửu Thiên Huyền Ninh chấn. Cửu Thiên Huyền Ninh diệt. Làm sao để phá cục diện này đây? Không ổn. Đâu chỉ không ổn, Diệp Thần không phá được giam cầm, ắt sẽ bị tru sát tại chỗ. Đây là thực lực chân chính của Huyền Ninh chi thể hay sao? Trong nháy mắt đóng ra ba đại phong pháp, ba đại cấm pháp. Đây là muốn dọa người hay sao? Huynh phải cố chống đỡ à. Chiều này các ngươi biết cách phá giải hay sao? Có biện pháp ta sớm đã nói rồi, chúng ta cũng là vô kế khả thi. Có ai nghĩ ra biện pháp cho Diệp sư đệ hay chưa? Chết đi. Giết hắn. Huyền Ninh chi thể của thế hệ này cũng quá mạnh rồi, vậy mà lại thức tỉnh nhiều thần thông thiên phú như vậy. Lần này tên tiểu tử kia có lẽ là trốn không thoát rồi. Thánh chủ, có muốn ta xuất thủ cứu Diệp Thần tiểu nhi hay không? Thiên phú hắn không tệ, chính là tuyệt thế thiên tài trăm năm khó gặp, cũng không thể nào để hắn chết như vậy được. Không được phép ra tay, thiên quý của Thiên Huyền Môn cấm chúng ta tham dự vào sự tình của đại sở. Hắn hôm nay nếu như mà bị giết cũng chính là số mệnh của hắn. Đừng bởi vì nhỏ mà mất lớn. Ây, sau thời gian nửa nén hương, hoa sen kia sẽ hoàn toàn bao trùm hắn. Khi đó chỉ sợ thần tiêu, thần tiên cũng khó cứu được. Làm sao mới phá ra được đây? Ba đại cấm pháp này đã xa xa vượt ra khỏi khả năng đối kháng của ta. Cho dù ta vận dụng tiên luân cấm thuật, cũng chỉ có thể tiêu diệt một cái cơ ngưng xương, vẫn là không cách nào cởi bỏ giam cầm. Chân hỏa cùng thiên nộ bị áp chế, lực lượng ma đạo cũng bị chấn áp, làm sao bây giờ? Ta cần lực lượng. Tuy có 9 đại phân thân liên tục không ngừng truyền tới đại địa tinh nguyên, nhưng ma đại cấm pháp cần một cỗ thực lực khổng lồ mới có thể phá được, hoặc là bí pháp trong thời gian ngắn có thể tăng lên chiến lực. Đúng rồi, nếu giả sư huynh hy vọng cấm thuật của huynh có thể giúp ta thoát khốn. Nhắm mắt lại rồi, đây là chấp nhận rồi sao? Dù sao người đối chiến với hắn cũng là Huyền Ninh chi thể. Chợt chợt, đến cuối người thắng quả nhiên vẫn chính là Chính Dương Tông, Diệp Thần. Đây là kết cục của việc trêu chọc Chính Dương Tông ta. Quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta sẽ lưu cho hắn toàn thây. Hỗn trướng, đã như vậy thì chưa chắc Chính Dương Tông cổ ta tàn độc. Đợi đã, muộn rồi. Sương Nhi, giết Diệp Thần. Còn chưa chết. Giết ta, chỉ bằng nàng. Phật, làm sao có thể? Hắn vậy mà phá được tuyệt sát giam cầm. Ngươi đúng là không làm ta thất vọng.
Tiểu tử này đang muốn nghịch thiên hay sao? Ồ, sao tóc của hắn không còn đen như trước nữa? Đây là vận dụng cấm pháp thiêu đốt tinh huyết, đem lực lượng tăng lên trong thời gian ngắn. Thiên tế cấm pháp. Hắn thậm chí ngay cả thiên tế cấm pháp cũng biết. Hắn là thông thần hay sao? Bất kể thế nào thì hắn cũng đã phá được cấm pháp giam cầm. Bất ngờ, thật nào bất ngờ. Bát hoang chạm. Bát hoang chạm. Huyền Ninh chi thể, truyền thuyết đã thất bại rồi, vậy mà lại bị một đao. Một đao chạm, nửa quỳ trên mặt đất. Hai người chênh lệch một đại cảnh giới, xem ra Huyền Ninh chi thể cũng không phải là bất bại. Bất quá cơ ngưng xương còn rất nhiều át chủ bài, vẫn còn chưa sử dụng. Bổn mạng linh khí cùng với công kích linh hồn, phần thắng vẫn là rất lớn. Bích Du, dù hắn cùng giai với ngươi, ngươi cũng sẽ bị hắn đánh bại hoàn toàn. Cái này ta biết. Làm sao có thể? Huynh thật là để cho ta bất ngờ. Nhưng huynh vẫn như trước không thắng được ta. Không tới cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.